tối 20 tháng 12 năm 2019, Tổ công tác Cảnh sát cơ động Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, do Thượng úy Đàm Tiến Sơn làm tổ trưởng đã thực hiện tuần tra trên địa bàn quận Đống Đa theo kế hoạch. Đến gần 23 giờ 30, trên đường Đê La Thành, Tổ công tác phát hiện một người con trai đi xe máy mang biển kiểm soát 29-588. Tám có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Vừa thấy bóng dáng cảnh sát cơ động, đối tượng đã lập tức tăng ga, lạng lách vòng bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác đã bám sát và kịp thời chặn dừng. Đối tượng Bùi Thanh Bình. Khi vừa xuống xe, người con trai còn chất vấn tổ cảnh sát cơ động về lý do dừng xe anh ta, khi người này cho rằng phiên bản thân đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã giải thích rõ ràng và tiến hành kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, người con trai tỏ ra run rẩy, hãi sợ. Cảnh sát đã phát hiện đối tượng này giấu một bọc mềm ở quần trong nên yêu cầu lấy ra. Bọc mềm này là một tờ giấy trắng cuốn gói ni lông, bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng. Gói chất nghi là ma túy bị cảnh sát cơ động phát hiện trên người đối tượng Bình. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên thừa nhận đó là ma túy tổng hợp do anh ta mua về để sử dụng. Danh tính người này được làm rõ ràng là Bùi Thanh Bình 1975, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa. Bình là đối tượng đã có 2 tiền án, 3 tiền sự, trong đó tiền án gần đây nhất có liên quan tới tội danh ma túy. Sau khi đấu tranh, tổ công tác cảnh sát cơ động đã bàn giao đối tượng và tang chứng về cơ sở tại để xử lý theo pháp luật của pháp luật. Như vậy, trong thời gian qua, các tổ công tác cảnh sát cơ động đã liên tục phát hiện những trường hợp tàng trữ bất hợp pháp chất ma túy với chiêu giấu trong chỗ kín. Trước đó, vào đêm 15 tháng 10, tổ công tác cảnh sát cơ động Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Hà Tuấn Bình làm tổ trưởng đã nắm giữ một đối tượng nam giấu bọc ma túy lớn ở quần trong. Xem bài gốc tại